Thiều Bảo Trâm nhảy cùng trai lạ, người yêu kém tuổi liền có hành động gây chú ý. Trên kênh TikTok cá nhân, mới đây Thiều Bảo Trâm đã đăng tải đoạn clip nhảy trong phòng tập cùng một người bạn. Thời gian qua, nữ ca sĩ gốc Thanh Hóa không có quá nhiều hoạt động ca hát, thế nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Thiều Bảo Trâm đã lao vào phòng tập để ôn lại vũ đạo, vừa giải phóng hình thể tốt, lại còn giúp nữ ca sĩ thỏa được đam mê nhảy múa của bản thân. Thiều Bảo Trâm cùng một người bạn thể hiện một bài nhảy trên nền nhạc bản hit Confetti. Vũ đạo vốn là một thế mạnh của Thiều Bảo Trâm, thế nên từng chuyển động của nữ ca sĩ vô cùng đẹp mắt, động tác đầy dứt khoát khiến người xem mê mẩn. Bên dưới đoạn clip, cộng đồng mạng đã không ngừng trầm trồ trước ngoại hình bén đứt tay của Thiều Bảo Trâm ở tuổi 30. Chưa hết, thần thái khi nhảy của nữ ca sĩ cũng đầy cuốn hút khiến người hâm mộ không thể nào rời mắt. Đáng chú ý, ngoài những lời khen, cư dân mạng đã phát hiện ra một hành động của bạn trai Thiều Bảo Trâm khi thấy nữ ca sĩ nhảy nhót cùng một người bạn khác giới. Cụ thể, nhiều ý kiến đã vỡ òa khi thấy anh chàng Mathis, người yêu kém tuổi của nữ ca sĩ họ Thiều ấn nút đăng lại video này của bạn gái. Hành động này của Mathis khiến khán giả thích thú, cho thấy anh chàng rất thoải mái trong việc tương tác, thể hiện tình cảm của mình dành cho bạn gái trên mạng xã hội. Đây không phải là lần đầu tiên khán giả nhìn thấy sự xuất hiện của bạn trai trong các video được nữ ca sĩ đăng tải trên mạng xã hội. Cách đây không lâu, Thiều Bảo Trâm đã đăng tải đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ ngẫu hứng đàn hát tại nhà riêng vào một buổi chiều mưa. Đáng chú ý, bên dưới đoạn clip, đông đảo người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi thấy tài khoản TikTok bạn trai của nữ ca sĩ là Mathis để lại bình luận bên dưới đoạn clip đàn hát của cô. Cụ thể, nửa kia của Thiều Bảo Trâm nhắn gửi đến bạn gái lời khen ngợi bằng dòng bình luận được viết không giấu đầy ngọt ngào: "Cô bé này hát hay quá." Được biết, bạn trai của Thiều Bảo Trâm kém nữ ca sĩ 10 tuổi, đang học đại học ở Pháp. Cả hai vướng tin đồn hẹn hò vào cuối tháng 3 vừa qua. Bạn trai mới của nữ ca sĩ nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng khi sở hữu ngoại hình ấn tượng, gương mặt điển trai với chiều cao nổi bật 1m87. Theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.